5 việc làm trước khi đi ngủ thì bạn sẽ có làn da trẻ không tuổi. Nhiều bạn hỏi bác sĩ Dung là làm thế nào để có một cái làn da đẹp như vậy. Thế thì đầu tiên bác sĩ Dung chia sẻ là những cái việc mà bác sĩ Dung hay làm trước khi đi ngủ để chúng ta có một cái làn da đẹp hơn nha. Thứ nhất là ngâm chân. Vì cái việc ngâm chân ấy, không nhiều người có thói quen này. Nhưng nếu như chúng ta có thói quen ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ thì nó có thể khiến cho cái tuần hoàn máu được lưu thông tốt hơn, khiến chúng ta ngủ ngon giấc hơn, và cũng tăng sinh cái tuần hoàn máu thì cũng khiến da của chúng ta trở nên đẹp hơn và mịn màng hơn. Thứ hai là chúng ta nên uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ. Bạn có thể lựa chọn là pha một ly nước ấm với mật ong, hoặc là trà hoa cúc, hoặc là tâm sen. Nhưng mà nhanh gọn nhẹ nhất là một ly nước ấm, bởi vì trong lúc ngủ thì làn da của chúng ta nó sẽ không được cấp nước. Do vậy mà uống một ly nước ấm trước khi ngủ vừa khiến bạn ngủ ngon hơn, vừa cấp ẩm cho cái làn da của chúng ta. Thứ ba, đương nhiên rồi, chúng ta nên tránh xa những cái thiết bị điện tử ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hay là màn hình điện thoại, cũng có thể khiến cho làn da của chúng ta dễ bị sinh ra nám sạm và xỉn màu và xấu xí hơn, cũng gây đứt gãy các cái tế bào collagen và khiến cho da của chúng ta trở nên nhăn nheo hơn. Thứ tư là chúng ta nên lựa chọn cho mình một cái loại kem để có thể bôi trước khi đi ngủ để nó tăng sinh collagen. Như bác sĩ Dung thì hay lựa chọn retinol. Đây là một cái hoạt chất có thể giúp da của chúng ta tăng sinh collagen. Sau có một cái nghiên cứu là người ta bôi cái vùng mặt trong đùi và sau 3 tháng người ta đo lại bôi retinol thì người ta phát hiện ra rằng là lượng collagen tăng sinh rất là nhiều, và đây là một cái sự đột phá của các của ngành da liễu, và tất cả các bác sĩ da liễu đều dùng hoạt chất này để chống lão hóa cho làn da. Thứ năm là chúng ta có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm uống trong. Phụ nữ của chúng ta sau độ tuổi trung tuổi rồi thì không thể nào mà chỉ bôi ở bên ngoài là có thể giúp chúng ta giữ gìn được cái làn da của mình, mà phải kết hợp với các biện pháp uống trong. Như bác sĩ Dung thì sẽ lựa chọn collagen để uống vào buổi tối này, và cũng sẽ hấp thu tốt hơn này. Thứ hai là omega 3 thì nó sẽ giúp giữ ẩm cho làn da của chúng ta và giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Và đương nhiên không thể thiếu được kem dưỡng ẩm đâu các bạn ạ. Đặc biệt là phụ nữ trung tuổi thì chúng ta không thể nào thiếu nổi cái hoạt chất dưỡng ẩm, bởi vì da của chúng ta càng ngày nó càng bị khô đi, càng ngày nó càng mất nước đi. Do vậy mà dưỡng ẩm là một điều kiên quyết. Và đương nhiên rồi, các chị em nên đi ngủ sớm, đi ngủ đúng giờ để có thể giữ gìn, bởi vì thời gian lúc ngủ là chúng ta có thể tái tạo được cái làn da của mình một cách tốt nhất. Và chúc các chị em ngủ ngon.